Chào các bạn trở lại. Vu Lan là ngày lễ truyền thống từ sự tích ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Lễ Vu Lan tại Việt Nam chúng ta tức ngày rằm tháng 7, nhắc nhở sự hiếu thảo, nhớ cội nguồn, sống đúng với đạo và trì giới. Bài này Hải Toàn xin không đề cập thêm về các yếu tố này. Xin nêu tóm tắt ý tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan. Ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Ngày tự tứ của chư tăng cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ hay còn gọi là Vu Lan buồn. Hán tự dịch nghĩa giải đảo huyền, tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Lúc Đức Phật tại thế, chư tăng phân tán nhiều nơi giáo hóa. Khi đến mùa hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ, việc đi lại khó khăn. Đức Phật truyền chư tăng đến mùa hạ, quy tụ về một nơi để túc liễm tu hành, để tu hành cho nghiêm chỉnh. Trong 3 tháng hạ, chư tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động, ngôn ngữ, tư tưởng còn khiếm khuyết, còn sơ sót đúng với tinh thần tự tứ. Vu Lan Bồn, Giải Đảo Huyền là những tên gọi cho ngày lễ tự tứ. Trong 3 tháng an cư, đích thân người tu hành nhận cái sơ sót của mình, hoặc nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót của mình mà không biết có đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ. Trong 3 trường hợp đó, mình đều nói thẳng, chỉ thẳng ra cho mình biết cái đó dù chưa phải là tội. Xét thấy đúng là lỗi thì sám hối phát lồ, do đó tội lỗi sẽ được giảm bớt. Như vậy là người làm lễ tự tứ đúng với pháp. Con người chúng ta hiếm khi thấy cái dở của chính mình, càng không dám nói cái dở của mình đang vướng phải. Đâu ai muốn nghe người ta nói cái xấu của mình. Căn bệnh này khiến con người đi lùi lại, vì không thấy lỗi sẽ không sửa lỗi. Người nhận thấy lỗi, dám nhận lỗi, nghe người khác nói lỗi của chính mình, đây chắc chắn là người sẽ tiến tu đúng với tinh thần phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối như ngày lễ tự tứ mùa Vu Lan là hành động dũng cảm. Phát lồ sám hối là bạch lỗi của mình trước mọi người, trước chư tăng, trước quần chúng, để cho người ta thấy rõ mình có cái dở nào đó, để mình tự hứa trước mọi người sẽ cải tiến không còn dở nữa. Giả dụ hôm nay tôi phát lồ với cả nhà đã nhận chứng được sự thật lời của tôi rồi, hứa rằng tháng sau, năm sau sẽ tiến tu không còn cái dở như vậy nữa. Được như thế, mỗi tháng, mỗi năm tôi đều phát lồ. Trước tôi có dở 10, lần lần tôi còn dở 9, dở 8, dở 7, chớ không nổi trước dở nhiều sau cũng như thế. Nếu trước phát lồ sám hối, biết nhận lỗi, rồi sau cũng phát lồ y như thế với lỗi lầm cũ thì có hổ thẹn hay không? Tự nhiên mình cảm thấy hổ thẹn, không thể nào chịu nổi. Tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác của mỗi người chúng ta. Nếu mình không biết lỗi làm sao phát lồ, biết lỗi là tỉnh hay mê? Nếu mê thì đâu biết lỗi. Người mê chỉ toàn thấy lỗi thế gian, người tỉnh sẽ thấy lỗi chính mình. Nếu mình sai, tự biết mình sai, đó là thật là người tỉnh. Tỉnh tức là giác. Giác thì không mê, mê thì không giác. Người giác không thấy lỗi lầm của người, không mang lời bất thiện của người chất chứa trong tâm của mình. Người giác nhận ra lỗi lầm của mình, sám hối và tu sửa lỗi lầm, đúng với tinh thần tự tứ mùa Vu Lan. Không chỉ vào mùa Vu Lan mới báo hiếu, mới phóng sanh, mới bố thí, tất cả thời khắc chúng ta còn nhớ, còn suy nghĩ, tâm còn sáng, chúng ta đều phát nguyện làm lành như thế. Tự tứ là tự hổ thẹn, sám hối với lỗi của mình, nhưng có mấy người thấy lỗi của mình mà không dám nói, không dám trình bày thì sao? Đó là thiếu gan dạ. Cho nên đối với người tu phải có tinh thần tự giác, biết nhận sai sửa lỗi lầm của mình, dũng cảm thừa nhận và sửa đổi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải gan dạ hơn nữa, cần phải can đảm nghe lời chỉ trích, nghe lời chỉ trích từ người thân, bạn bè của những người thiện tri thức lớn hơn mình. Như vậy khả dĩ bao nhiêu lỗi lầm của mình mới tiêu tan được, mới có thể ra ngoài vòng tội lỗi, lỗi lầm được.
Cho nên tinh thần tự tứ là tinh thần cầu những người xung quanh thấy lỗi lầm của mình, thấy lỗi lầm của mình để mình chỉnh sửa, nhờ chỉ cho mình, nhắc cho mình để cải tiến. Mùa Vu Lan ngoài lễ tự tứ, tức là tự phát lồ sám hối để tu sửa chính mình, ngoài ngày này còn được Đức Phật khuyến khích cúng dường. Vì sao? Vì là ngày chư tăng có tinh thần cao cả, gan dạ nhận lỗi của mình và những lời phê bình chỉ trích từ xung quanh, sẽ hứa tự sửa đổi. Đó quả là ngày đáng quý đáng khen. Cho nên Phật nói chính ngày này mới là ngày toàn thể Phật tử cúng dường cầu nguyện mới có thể được như ý. Nếu chư tăng không làm được như vậy thì cầu nguyện chưa chắc được như ý. Tại sao? Vì người biết nhận lỗi, sửa lỗi sẽ là tỉnh giác, là người có ý chí cầu tiến, thì việc sửa lỗi, việc làm của mình, việc gì cũng sẽ xong. Và muốn lợi ích cho người người mới được thành tựu viên mãn. Cho nên Đức Phật nói chỉ có ngày tự tứ cầu nguyện mới được như ý. Vì vậy Đức Phật khuyến khích Phật tử theo tinh thần tự tứ và thực hiện lễ cầu nguyện. Nhưng thật ra nhằm khuyến khích chư tăng nhiều hơn, khuyến khích tinh thần phát lồ và tinh thần tự tứ nhân mùa Vu Lan. Ngày nay Vu Lan ít người còn biết đến tinh thần tự tứ của Đức Phật khuyến khích. Ngày nay trong dịp lễ Vu Lan, Phật tử thường cầu siêu cho người đã mất, hay làm phước bố thí, phóng sanh, mong cầu tích phước và cầu an, cầu mong cho cha mẹ gia đạo khỏe mạnh, hóa giải nghiệp chướng. Cầu bên ngoài không bằng cầu tự tánh, không bằng thành tựu chính mình. Bước đầu cải tạo vận mệnh chính là phát lồ sám hối, tự nhận ra lỗi lầm của chính mình, nghe lỗi lầm của mình từ những người xung quanh để tu sửa. Có như thế mới tiến bộ, đúng tinh thần tự tứ mùa Vu Lan. Người tu mới tiến bộ, biết sám hối, biết làm lành chánh dữ, không cầu bên ngoài việc gì cũng sẽ thành. Ngày tự tứ là ngày tự giác của mọi người. Sau khi xét lại cái những sai lầm, những cái sai lầm trước kia, cái sai của mình trong 3 tháng hạ để mình phát lồ sám hối, và đồng thời nhờ chung quanh nhìn xem đây là những người có tinh thần cương trực, chỉ những lỗi lầm sơ sót của chính mình. Như vậy sự tiến bộ của mình ngày càng vươn lên. Tinh thần giác ngộ như vậy mới là tinh thần giác ngộ mạnh mẽ sáng suốt. Mùa lễ Vu Lan ở nước ta đề cao tinh thần hiếu đạo, không nhiều nơi đề cao tinh thần tự tứ. Ngày nay khi đến chùa, Phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng. Màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ và màu trắng tượng trưng cho ai đã mất mẹ. Dù chư vị còn mẹ hay mẹ đã về thế giới bên kia, hãy lấy tinh thần tự tứ, tự mình nhận lỗi, thấy lỗi của chính mình, không thấy lỗi của thế gian, tu sửa để cải tiến, để trở thành người có ích cho xã hội, trở thành người an lạc tự tại. Có như thế, dù mẹ con hay mẹ đã rời xa, mẹ cũng an lòng. Xa hơn nữa, người có tinh thần tự tứ, làm lành chánh dữ sẽ truyền lại cho con cháu sự giáo dục chân thiện. Một người thiện giảm đi một người dữ. Thêm bạn bớt thù, thêm ý niệm lành bớt đi ý niệm dữ. Vì vậy không chỉ ngày rằm tháng 7 Phật tử mới cúng dường, mọi ngày trong năm chúng ta đều có thể phát nguyện cúng dường. Khi ấy mọi mong cầu đều có thể đạt được theo sở nguyện của mình. Cái sở nguyện đó được hay không đó là vấn đề khác, nhưng điều đáng chú ý nhất là Đức Phật đặt trọng vấn đề tự tứ của chư tăng Phật tử chúng ta mới là ngày quan trọng. 3 tháng an cư tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ, cũng còn được gọi là ngày Phật Hoan Hỷ, hay gọi là ngày Vu Lan Bồn, dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Tóm lại, dù chư vị theo tinh thần Vu Lan báo hiếu ngày nay hay tinh thần tự tứ ngày xưa, trọng tâm của lời dạy của Đức Phật không nằm ngoài tránh làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. 3 câu trên tuy ngắn gọn nhưng có thể nói không cùng tận. Không nghe giảng kinh, không thể nào hiểu rõ được lý làm thế nào là ác, thế nào là lành. Không hiểu lý thập thiện, dễ phạm thập ác. Trên con đường tu tập, chúng ta cần hiểu lý và thực hành. Vì thế, điều kiện đầu tiên để hiểu lý thông qua nghe giảng kinh.
Hành thiền giúp tâm thanh tịnh. Lý đã thông, tâm đã tịnh sẽ thành tựu được chính mình, là tấm gương cho chúng sinh, tấm gương cho người người, là điểm tựa cho người thân bạn bè và cả gia đình. Có cơ hội chọn chuyến xe về phương Tây Cực Lạc và có thể hồi hướng cho người đã mất. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.